chi tiết đẹp với ốp lưng bảo vệ. Thông tin về chiếc Galaxy S11 của Samsung đang liên tục được tiết lộ, mới nhất là hình ảnh chi tiết về thiết kế S11 cùng với ốp lưng bảo vệ. Hình ảnh được trang Slashleaks đăng tải cho thấy, Galaxy S11 tiếp tục có thiết kế màn hình đục lỗ, phần khuyết này nằm ở chính giữa màn hình giống như nốt 10. Mặt sau có cụm camera nằm trong mô đun hình chữ nhật với 4 ống kính. Theo các tin đồn, S11 sẽ được trang bị camera chính 108MP. Mới đây trang Firena cho biết, Galaxy S11+ cộng sẽ được trang bị camera có khả năng zoom siêu khủng lên tới 100x. Màn hình của Galaxy S11 được cho là có tốc độ làm mới lên đến 120Hz. Máy được trang bị chip Snapdragon 865 hoặc Exynos 990, RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB và viên pin 4900mAh.